Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó cũng update khá là nhiều rồi các bạn. Tại vì nó update liên tục luôn là mình đâm ra mình lười làm quá. Tại vì nó ra liên tục ra rất nhiều luôn các bạn. Ở đây là nó lược bỏ đi một số ít rồi đấy. Chứ lúc trước mình vào là toàn chữ ít thôi các bạn. Là kiểu nó lane nhưng mà nó sell out liên tục luôn. Thì bây giờ nó vừa lane vài cái vật phẩm về Halloween các bạn. Thì cách chơi của game này nó cũng khá là dễ rồi. Các bạn chỉ cần vào AFK kiếm điểm thôi, xong rồi các bạn đổi thôi các bạn. Thì cứ một điểm là một giây nha các bạn. Thì nếu mà bạn nào muốn tính ra số giờ cần AFK thì các bạn cứ lấy cái số tổng cái số đó, các bạn chia cho 3600 giây là các bạn sẽ ra được số giờ nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.